có bao nhiêu tiền mình làm hết luôn. Khi mà mình có sự cạnh tranh thì chứng tỏ là cái sản phẩm này nó work. Không có thương hiệu, không ai mua của bạn cả. Cầm những cái thiết kế chắc chắn như vậy nè, người ta không tin, đến điểm này cũng không có tin. Trong cái cốc này có tạo ra những hạt nano rất là li ti. Bên này em tưởng này là cái bánh bột lan. Hôm nay kêu được 1 triệu đô là giàu rồi. Được cái gì trời? Thiệt trời đất ơi, không ổn định rồi. Giờ ai muốn kêu kêu đi, đang ngồi với bạn bè thôi, chạy dắt dò lên cổ luôn. Trời đất ơi, đâu phải như mình đâu. Với ông nha, không biết là làm tự do vậy là có tiền hay không nữa. Nhiều khi nghèo rớt còn coi không có đồng bạc nào. Không có trời, đất ơi, tự mình ngon lắm thôi. Hay là bu bu theo người ta, cái gì ta muốn cho người ta cho chứ. Công việc hay là lương không biết bây giờ mà ổn định phải không? Chủ nhật đó đi chơi, ngồi thoải mái. Ngày đi làm bình thường. Bận rộn gì bị đặt ngồi xíu cái đó, cái tiền tới cái tiền tới rồi làm như mình là gì á. Chạy ngoài nắng ngoài nôi nhìn đen mép. Dạo này đẹp ha. Ở đâu vô thần thánh phương nào vô nhà người ta nói xấu người ta tè le tét lét vậy trời. Cái gì anh chị nói sao bây giờ, cái không ổn định là sao bây giờ tôi nè. Tôi có cái hợp đồng với công ty nào đâu. Tôi thích làm chỗ này, làm show nọ, giờ có sao không? Cái gì, cái gì? À, chào hai bạn, ngồi xuống, sit down please. Sao vậy? Sit down please. Trời ơi, cái gì đâu mà mới sáng sớm vậy? Tôi mới bưng cái chậu cây vô nhà, thấy hai người này. Người lạ ngủ đâu ngồi đây, còn nói mình đó là hả? À, không đây, ổn định nè. Ở đây là mình hiếu khách mà, không người lạ vào được cho người ta ngồi, mời người ta uống nước thôi, có gì đâu. Nhưng mà câu chuyện là sao? Đêm qua là mất ngủ rồi, mới sáng sớm đi ngang vô nhà mình, thấy khách lạ ngồi mà còn nói xỏ xiên vậy nè. Cái bà đó đó bà hả, không có ổn định ngang rồi hả, tưởng như mình hay lắm rồi đó, phải nói sỏi với tôi không, tôi đâu có ổn định đâu, nói sỏi nó xiên vậy đó. Chị à, vậy thôi, tôi đừng có giải thích nữa. Không có, không cho em nói đúng nói một câu luôn đó. Thôi rồi, được rồi, em nói đi. Nói đúng bây giờ, một câu nữa ok thôi. Bây giờ nói một câu thôi. Dạ, tụi em được chương trình mời tới đây để diễn khúc đầu vậy thôi, chứ mấy anh chị chịu tôi làm gì mắng nhiếc tụi em dữ vậy. Tụi em nhường diễn đàn cho anh chị đó. Số phận này là của anh chị. Dạ, tụi chị em về. Dạ thưa hai bạn về. Dạ xin lỗi quý vị khán giả, sáng sớm mà hơi nóng tính quá tại đụng tự ái của cô gái tên Trinh. Xin lỗi ạ. Trời ơi, cái gì đâu mà sáng là người ta đã có một cái hoạt cảnh để mà là dẫn vào cái chương trình Cà phê khởi nghiệp ngày hôm nay. Cái gì đâu mà là sẵn sàng bay vô, cái tưởng người ta chửi mình là sao? Tự nhiên vô nói mình không ổn định. Giống như MC Dạo, người ta cũng quê tự ái chứ bộ. Rồi bây giờ là xả hết chưa? Chưa hả? Phải chưa có người giải nổi quan chứ. Dạo thì dạo cũng có giá của cái dạo chứ. Thôi thì bây giờ vậy nè. Mình nói là dạo thì nghe nó hơi bị không có được sang cho lắm. Bây giờ mình dùng cái từ là freelancer đi. Freelancer? Đúng rồi, freelancer đi. Bản thân mình là Trai hoặc là Trinh á, hoặc là các bạn khán giả là sẽ hiểu thêm về cái freelancer là cái gì á, là chúng ta sẽ mời ở đây một vị khách mời sẽ giải quyết cũng như là sẽ giải thích cho chúng ta biết là freelancer có nghĩa là như thế nào. Chúng em xin mời vị khách mời ngày hôm nay của chương trình Cà phê khởi nghiệp ạ. Xin mời chị. Xin mời chị Phạm Lan Khanh ạ. Chào các quý vị khán giả, mình là Phạm Lan Khanh, là nhà sáng lập của cộng đồng làm việc tự do freelancerviet.vn. Dạ. Dạ thưa quý vị, dạ thưa Ngọc Trai, nói là cái cộng đồng nó cũng nhỏ nhỏ thôi, chỉ khoảng 200.000 người chứ mấy, với lại 30.000 doanh nghiệp chứ không nhiêu. Thì trong đó nãy giờ em đợi sự xuất hiện của chị để mà giải oan cho em. Tại vì em đi làm MC với em với Trai trước giờ vừa làm diễn viên, MC, biên tập, biên kịch rồi hả, lâu lâu bán tráng trộn rồi bán bắt ổi mía ghim mới bị hốt 3 triệu hôm bữa nè. Mà tụi em bị nói là MC dạo rồi xong rồi freelancer không có tương lai, tụi em oan ức lắm chị. Đúng rồi, tất cả các freelancer đều oan ức như các bạn vậy đó. Nhưng mà có vấn đề gì đâu. Mọi người nói chúng ta như thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thu nhập và thu nhập chúng ta vẫn đủ sống và dư sống thì đó là điều rất là vui rồi, đúng không? Em hiểu chuyện nhà đèn ai nấy sáng thì em rồi 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 khoan, nhưng mà điều quan trọng bây giờ là chị có thể vui lòng là giải thích cho tụi em hiểu là cái ý nghĩa chính xác của freelancer là gì không chị? Cái từ freelancer thì nó là một cái từ ghép free và lancer. Lancer có nghĩa là các cái chiến binh á. Freelancer nghĩa là những chiến binh tự do. Thì cái từ đó người ta dùng để nói tới những bạn nào mà làm việc chuyên nghiệp nhưng mà làm tự do. Cái này á, em thấy nó cũng hơi mâu thuẫn á, trong cái xã hội hiện đại yêu cầu những sự ràng buộc về pháp lý mà mình lại khuyến khích người ta là thôi bây giờ đừng có cần ký hợp đồng với công ty nào, không có cần bảo hiểm, không cần gì hết, chỉ cần làm chỗ này chỗ kia ngày đây mai đó để mà mình có cái tiền thu nhập tự mình hiểu mình là được rồi. Nó có sai sai không chị?
Sai thì nó cũng không sai lắm, nhưng mà đó cũng là những cái trăn trở của các bạn làm freelancer. Vì trên thực tế là các bạn không được lương tháng 13, không được đi nghỉ mát với công ty, không được chế độ bảo hiểm, các thứ. Tuy nhiên, các bạn được một cái mà các bạn đi làm văn phòng không có được, đó là sự tự do. Các bạn thử nghĩ freelancer thì ban ngày các bạn 8 giờ sáng phải đi đến công sở, 5 giờ chiều các bạn về. Nhưng mà các bạn freelancer có thể 8 giờ sáng ngủ nướng đến 10 giờ, ok, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, các bạn có biết không, các bạn freelancer phải làm có đêm là thức suốt cả đêm, hoặc là 4-5 giờ sáng phải thức dậy làm việc. Vì các bạn đấy chỉ cần quản lý công việc của mình, làm sao để hoàn thành công việc đúng cái thời gian mà khách hàng yêu cầu. Freelancer là những người làm việc có chuyên môn, chứ không phải là làm những việc không chuyên môn. Mình nói ví dụ những cái ngành nghề như là nghề lập trình nè, nghề thiết kế nè, hoặc là nghề giống như các bạn, nghề MC, nghề diễn viên, đó, làm việc có chuyên môn và chuyên môn cao. Thì em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, là freelancer là một người có tâm hồn tự do. Tại vì khi mà mình ký hợp đồng với họ là chắc chắn là mình sẽ, thứ nhất là pháp lý rồi nè, thấy không? Rồi còn có những thứ mà là họ bắt mình làm. Cái hướng mà an toàn nhất mà là theo Trai nghĩ cho bản thân mình á, đó chính là mình đừng ràng buộc gì hết. Có thì mình làm, không có thì thôi, đói thì chịu. Đó, cái vụ đói thì chịu, em nói đó chị nè. Giống như tụi em đi, nếu như mà mình là làm một công ty cố định, lương có thể là được tầm 10 triệu đến 20 triệu đúng không? Nhưng mà nếu mà mình làm tự do thì mình gom chỗ này một chút, chỗ kia một chút thì lương nó có thể nhiều hơn. Nhưng lỡ như tháng tiếp theo là tháng Tết, không ai kêu mình hết, mình ế không đồng, thì là mình phải chịu. Như vậy thì có phải là quá rủi ro hay không? Đúng, chính xác là nó rủi ro thì nó không phải rủi ro, mà đó là thu nhập của các bạn không ổn định, chứ không phải rủi ro. Tuy nhiên, có những thời điểm các bạn sẽ thu nhập rất cao. Và chính những thời điểm thu nhập cao đó các bạn sẽ bù vào những thời điểm là mình thu nhập mình thấp hơn. Và mình dành thời gian đó để mình đi tận hưởng cuộc sống của mình đi du lịch với gia đình chẳng hạn. Cái dự án của chị làm em rất là tò mò. Tại sao thu hút được tới hơn 200.000 thành viên và cả 30.000 doanh nghiệp cùng tham gia để khởi nghiệp, start up và hỗ trợ cho cộng đồng freelancer? Cụ thể dự án nó là gì và nó hoạt động như thế nào hả chị? Nói năm nay đó là một cái trang web mà doanh nghiệp có thể lên đó để đăng tin tuyển dụng những người làm việc ở bên ngoài mà mình cần. Và các bạn có khả năng làm việc có thể lên đó để nhận dự án và làm việc kiếm thêm thu nhập. Lập trình viên, rồi lập trình viên, thiết kế, marketing, viết lách, dịch thuật. Thậm chí hiện nay chỉ có những cái ngành rất là mới phát triển như là ngành kế toán nè, tư vấn luật nè, hoặc là các ngành về sales, mà sales trong những cái ngành hơi khó đó thì các bạn cũng lên trang của chị để tìm việc làm rất nhiều. Nhưng mà giữa muôn hình vạn trạng những lĩnh địa để start up rất là hấp dẫn mà chị lại chọn freelancer. Thực ra cái này nó cũng xuất phát từ một cái nỗi đau của mình. Đau không chị? Đau bây giờ còn đau không? Cách đây 7 năm, năm đó là năm 2010 đó. Lúc đó thì Khanh nghỉ làm full time ở công ty đang làm và Khanh bắt đầu công việc của một freelancer. Bởi vì mình nhìn thấy ở nước ngoài người ta làm freelancer rất là tốt, thì mình cũng muốn được tự do về thời gian và công việc của mình. Mình bắt đầu làm freelancer. Tuy nhiên chỉ sau 6 tháng thì Khanh buộc phải đi nộp đơn xin việc và xin một cái việc làm ổn định khác. Và việc mình đi làm freelancer thì mình chỉ dựa vào các mối quan hệ của mình. Nhưng mà sau đó vài tháng thì mình không còn công việc để làm nữa, và thế là mình phải nộp đơn xin việc trở lại. Tuy nhiên thời điểm đó Khanh rất là trăn trở. Khanh nghĩ đây là một cái xu hướng rất là mới và phát triển mạnh ở nước ngoài, thì tại sao ở Việt Nam mình không thể sống được với cái nghề này? Khi mà mình mới ra làm freelancer thì mình không đủ mối quan hệ để mà mình có hết dự án này tới dự án khác để mình làm. Tuy nhiên các bạn làm freelancer ở thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều cái điều tốt hơn. Mình bây giờ là đã có freelancer Việt, mình cung cấp sẵn các việc làm cho các bạn chỉ lên đó để nhận việc thôi. Thì cái sau khi mà Khanh suy nghĩ về vấn đề là mình nên làm thế nào để trở thành một freelancer được, thì Khanh mới bắt đầu tập hợp các bạn muốn làm freelancer lên trên một cái cộng đồng ở trên Facebook. Nó là một cái Facebook group, và Khanh hoạt động trên group khoảng trong vòng 2 năm. Trong thời điểm đó thì Khanh mới tổ chức nhiều cái buổi offline để hướng dẫn đào tạo cho các bạn về kỹ năng làm việc khi mà bạn trở thành một freelancer như thế nào. Sau đó thì Khanh, sau đến năm 2013 thì Khanh mới thực sự nghĩ rằng mình lên start up với cái dự án này, vì mình rất là tâm huyết với nó rồi, và hơn ai hết mình hiểu nó, mình đã đủ thời gian 2 năm để hiểu nó, và như thế từ đó là Khanh start up cho đến thời điểm hiện nay luôn. Cái trang web của chị giống như là một cái trang web mà để tìm kiếm việc làm, hỗ trợ việc làm. Thì hiện tại bây giờ là ở trên thế giới hoặc thậm chí là ở Việt Nam đi, là nó cũng có rất là nhiều cái trang web mà là giới thiệu việc làm. Em ví dụ là Việt Nam Work này nhá, và Link
nếu như doanh nghiệp muốn tuyển dụng nhân viên full time lên VietnamWorks, nếu doanh nghiệp muốn tuyển dụng các nhân viên làm việc bán thời gian, làm việc theo project, theo dự án thì doanh nghiệp sẽ lên freelancer Việt. Nhưng mà cho em hỏi một cái vấn đề nữa, tại vì là khi mà người ta có một cái dự án và là muốn các bạn freelancer bên trang của chị làm việc, vậy thì có bao giờ chị gặp một cái trường hợp là khi mà nhận xong cái ta bỏ luôn không? Coi như là không hoàn thành được cái dự án đó. Đúng rồi. Là tất cả mọi thứ là gần như là đổ vào đầu mình luôn đó. Trường hợp đó xảy ra rất là nhiều. Trời ơi, nhiều vậy thì sao rồi, mà chị vẫn làm? Nhưng mà vấn đề ở đây á là mình là cái bên thứ ba, mình sẽ nhận cái trách nhiệm để giải quyết vấn đề đó. Nếu như một công ty nào đó thuê Trai và Trình làm MC, nhưng mà giữa chừng hai bạn không làm được thì doanh nghiệp biết làm thế nào, thì bên freelancer Việt sẽ giải quyết, với điều kiện là tất cả các cái hợp đồng giữa hai bên freelancer và doanh nghiệp thì phải được giao dịch qua cái trang freelancer Việt của mình. Thì khi đó là freelancer Việt sẽ làm việc với các freelancer để giải quyết vấn đề là tại sao bạn lại bỏ việc thế này thế kia đó. Và thậm chí là khi mà cái hai bạn là cái hợp đồng doanh nghiệp, cái hợp đồng freelancer thì sẽ đặt một cái tiền cọc trước khi thực hiện dự án, thông thường là 50%, thì freelancer Việt sẽ giữ cái số tiền đó. Nếu freelancer hoàn thành công việc thì freelancer Việt sẽ chuyển tiền cho các bạn, còn nếu như các bạn không hoàn thành thì tụi mình sẽ trả tiền nó lại cho khách hàng. Mọi người lấy cái tiền lãi ở đâu khi mà bên mình chỉ cho mượn cái đất để mà mọi người giao dịch thôi, chứ mình cũng chẳng có lấy cái tiền lãi gì từ bên phía freelancer, thì làm sao mình có tiền lãi được? Cụ thể là doanh thu đó chị. Một cái điểm khác biệt là freelancer Việt thì sẽ không có thu tiền dựa trên cái giao dịch giữa hai bên. Khách hàng trả tiền cho cái dự án này là 10 triệu thì 10 triệu đó bên chị chuyển hoàn toàn cho freelancer hết, bên chị không có thu phí giao dịch. Nhưng mà chị thu phí ở chỗ là khi mà các bạn muốn vào đấu thầu để nhận cái dự án đó thì các bạn phải trả một cái phí là 20.000 cho một cái lần vào chào thầu dự án đó. Và tùy vào cái giá trị dự án thì có thể cái giá trị của số tiền chào thầu nó sẽ tăng lên. Freelancer hiện tại thì có sống được trong thời buổi hiện nay không? Và nếu mà sống khỏe thì chị nghĩ là một freelancer phải cần có những kỹ năng gì ạ? Thực ra freelancer tới thời điểm hiện nay thì có rất là nhiều công cụ để hỗ trợ cho các bạn. Trang web của chị cũng cho phép các bạn vừa lên đó để tìm việc, vừa có những cái bài viết để phát triển kỹ năng, vừa tổ chức các cái sự kiện để các bạn có thể gặp gỡ khách hàng, giao lưu thêm, mở rộng thêm mối quan hệ với mình. Hiện tại thì các bạn vẫn có thể sống được nếu như mà bạn nào có kỹ năng làm việc khá một chút. Chị nói khá một chút có nghĩa là các bạn ít nhất cũng phải biết kiểm soát thời gian làm việc của mình, cũng phải biết cách làm việc với khách hàng, giao tiếp với khách hàng. Và cũng phải biết cách làm sao để mà tự một mình mà có thể hoàn thành cái dự án nó tốt. Ban đầu á, cái chi phí mình đổ ra cho dự án này có cao không? Hay là dường như mình không cần mất nhiều cái chi phí lắm? Thật ra tới thời điểm bây giờ thì chị không thể tính được chi phí, vì là có bao nhiêu tiền là chị cứ đổ hết vào đấy bao nhiêu. Mất tiền dữ vậy hả? Em tưởng một cái website mình chỉ cần mướn một cái website là mình làm thôi chứ. Thật ra là ban đầu á thì chị có một nhóm các bạn đó là cộng sự cùng sáng lập ra cái trang web này với chị luôn, và tụi chị dùng hết thời gian của mình để đầu tư vô, cho nên là mình sẽ không có tốn chi phí thuê ở bên ngoài, chỉ là những cái chi phí về ví dụ như lưu trữ dữ liệu data này nọ, thì chi phí đó thì bọn chị sẽ gọi đầu tư và các cái nhà mà cung cấp dịch vụ đó họ tài trợ cho bọn chị cái chi phí đấy. Thì sau thời gian vận hành khoảng chừng 1 đến 2 năm á thì freelancer Việt bắt đầu có doanh thu, và đến hiện nay thì doanh thu bắt đầu ổn định và tụi chị bắt đầu tăng nhân sự lên. Thứ nhất là mình tăng nhân sự, thứ hai á là mình tăng về cái việc quảng bá marketing cho nó. Cho nên là hiện tại doanh thu của freelancer Việt đủ về thì đủ cho các bạn trong team để mà trang trải cái chi phí, và phần còn lại thì bên chị sẽ tập trung vào tái đầu tư. Tại vì Trinh biết không, hiện nay ở Việt Nam mình có tới hơn 500.000 doanh nghiệp lận. Mà bên chị mới có 30.000 doanh nghiệp họ vào để họ đăng ký họ tuyển dụng thôi, thì con số nó vẫn còn khá là ít. Năm 2016 thì bên chị đã đạt doanh thu tăng gấp 3 lần 2015, và năm 2017 thì tiếp tục mình đạt doanh thu gấp 3 2016. Người đi trong đêm mưa gió buồn, nước mắt trôi xuống môi ngập tràn những niềm đau. Hát hay không? Chắc không hay bằng các anh chị ca sĩ rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các tiết mục giải trí để thư giãn đầu óc nha. Ngay từ giây phút chúng ta vô tình thấy nhau, trong lòng anh đã lỡ thương em rồi.
chỉ là khoảnh khắc ấy, ở bên em đã có một người sẽ chia bao buồn vui cùng với em trong đời. Nên giờ đây trên môi anh mới được nói ra bao điều ngày qua giấu trong tim mình. Em là người con gái anh muốn được nhẹ ôm mỗi đêm và cho chiếc hôn dịu em lên bờ môi của em. Hãy cho anh bên cạnh em kể từ nay nhé, có được không? Để anh có thể chở che và dìu em đi từ bước trên con đường bao phong ba bão tố trong cuộc đời. Đối với anh gánh hết, em chỉ cần nằm ngoan ở trong vòng tay anh thôi. Dù anh vẫn biết niềm tin giờ này trong em không còn nữa, vì ai kia mang niềm đau đặt vào con tim em đã quá dư thừa. Nhưng anh tin em sẽ vẫn mở lòng cho anh mang tình yêu của mình đến bên em trong đời, từ phút giây thiêng liêng này, phải không? Giây phút chúng ta vô tình thấy nhau, trong lòng anh đã lỡ thương em rồi. Em là người con gái anh muốn được nhẹ ôm mỗi đêm và cho chiếc hôn dịu em lên bờ môi của em. Hãy cho anh bên cạnh em kể từ nay nhé, có được không? Để anh có chờ che và dìu em đi từng bước trên con đường bao phong ba bão tố trong cuộc đời. Đối với anh gánh hết, em chỉ cần nằm ngoan ở trong vòng tay anh thôi. Dù anh vẫn biết niềm tin giờ này trong em không còn nữa, vì ai kia mang niềm đau đặt vào con tim em đã quá dư thừa. Nhưng anh tin em sẽ vẫn mở lòng cho anh mang tình yêu của mình đến bên em trong đời, từ phút giây thiêng liêng này, phải không? Nhìn được vào đôi mắt của chị, em thấy là chị rất là tự tin vào dự án này, và có lẽ như là doanh thu không còn là một cái vấn đề khiến mình phải trăn trở. Mà điều mà Trinh muốn hỏi chị là ngoài cái giá trị kết nối cho doanh nghiệp có sự lựa chọn thêm và freelancer cũng có nhiều cơ hội á, thì các giá trị khác mà website mang lại là gì? Giá trị mà website mang lại khác nữa đó là việc làm cho các cái lực lượng lao động đang dư thừa ở Việt Nam sẽ có thêm thu nhập. Thay vì ngày trước các bạn có thể là đi làm một ngày 8 tiếng nhưng mà các bạn về nhà vẫn còn đó 10 tiếng, 12 tiếng, các bạn không làm gì để ra thêm thu nhập cả, thì các bạn tận dụng thời gian đó để tăng thêm thu nhập cho mình. Và đối với doanh nghiệp họ cũng đỡ một cái chi phí rất là lớn, thay vì là phải thuê một nhân viên full time vô để làm một công việc khoảng dài 3 tháng thôi, thì bây giờ họ có thể thuê một freelancer bên ngoài, tốn rất là ít chi phí cho cái việc đó, thì nó mang lại một cái giá trị cho xã hội là giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho các lực lượng lao động có chuyên môn hiện nay. Có một cái vấn đề mà hồi nãy là chị cũng đã chia sẻ là chị muốn đẩy mạnh cái trang web của mình lên. Chị cũng chia sẻ là ở Việt Nam mình là có 500.000 doanh nghiệp đúng không? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại là bây giờ là trang web của chị là mới chỉ có 30.000 thôi. Vậy thì là cái con đường phía trước là em thấy là để chị chinh phục được con số mà gần với 500.000 đó nó rất là chông gai. Vậy thì là chị có từng suy nghĩ là những cái thách thức mà là chị mình phải đối mặt á là những gì không chị? Thách thức thì nhiều lắm. Thách thức đầu tiên nhất là việc mình làm sao để cho các doanh nghiệp còn lại họ biết đến mình. Bởi vì 30.000 nó quá nhỏ bé so với 500.000, như vậy thì mình phải làm như thế nào? Trong khi mình là một doanh nghiệp startup, mình có rất là ít tiền để đầu tư vào các hoạt động marketing mạnh mẽ, như vậy thì mình phải làm sao? Thì cái quá trình trước đó Minh Thanh đã làm marketing bằng cách là các hoạt động cộng đồng, như là những cái hoạt động sự kiện để cho các freelancer gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp. Thì điều đó đã làm cho các freelancer và doanh nghiệp gắn bó với mình rất lâu, và cũng nhờ vậy mà họ lan truyền từ người này đến người khác, giúp cho freelancer có thêm những cái con số như ngày hôm nay. Và mình hiện tại thì mình cũng phải làm thế nào đó để tăng cái doanh thu freelancer Việt và dùng cái số tiền đó để làm tăng số doanh nghiệp biết đến mình nhiều hơn.
đa phần là mình nãy giờ mình chat shit cho nó vui vui thôi. Bây giờ là mình sẽ vận động đi xíu nha. Và thử thách đặt ra cho chị như sau. Trước mặt chị là có rất là nhiều các bạn khán giả đang ngồi phía trước. Là nhiệm vụ của chị đơn giản thôi, là tìm được 3 người ứng với lại 3 nghề nghiệp của họ. Bây giờ không có làm khó chị đâu. Xin mời 3 anh chị mà em kể trong cái ngành nghề sau đứng lên được không ạ? À? Một người là nghệ sĩ cải lương, một người là lập trình viên và một người là họa viên kiến trúc ạ. À? Đây là 3 anh. Bây giờ với quan sát của chị chưa hỏi các anh những cái câu hỏi khai thác nha. Qua ngoại hình thì có đoán được cái ngành nghề không ạ? À? Thường thì lập trình viên không có chải chuốt. Cái phong cách ăn mặc thì nó sẽ thoải mái một chút. Nói thẳng ra là xòe xòa đó chị. Anh chắc không phải là lập trình viên rồi. Họa viên và nghệ sĩ thì anh cho mình hỏi là anh có biết AI không? À, cũng biết ạ. Vậy AI sử dụng như thế nào anh? Là vậy là dụng vậy đó. Hả? Anh đừng bị trả lời để anh đúng lừa, để anh lừa. Là vậy đó. AI xài sao anh? À, ý. Rồi ok, bỏ qua ha. Dạ, câu dạ. Hỏi thứ hai. Anh có biết BSB không? À, cái đó không biết. Không biết, rồi ok, vậy thì chắc là anh là nghệ sĩ. Tiếp tục câu hỏi giống lúc nãy, anh có biết AI không? Dạ, không. Không biết. Anh biết Photoshop không? Không. Không biết luôn. Dạ. Trong tất cả các cái bài hát về cải lương á, thì cái bài hát nào là của nhạc sĩ Viễn Châu? Em không biết tên bài ca, có nghe ca trên đài mà không biết bài ca nào của Viễn Châu cả. Là không biết luôn, đó là anh không biết luôn. Khó quá, khó quá. Biết luôn, rồi vậy qua thôi, cho mình qua anh kia. Dạ. Anh ơi, hiện nay anh có đi làm ở đâu không anh? À, bây giờ mình mở công ty riêng, mình làm riêng nhà. À, công ty của anh làm về lĩnh vực nào anh? Thiết kế web, lập trình web và... Rồi, đây mình đã tìm ra anh lập trình viên rồi. Chưa chắc. Chị đừng tin. Tại vì hồi nãy em nói rồi là họ được quyền trả lời bất cứ cái gì họ nghĩ mà họ muốn. À, ok. Thể tạo được con suối, trời lại ngoài nhìn vậy chứ mà anh ca cái lương thì sao? Vị trí công việc của anh là gì trong đó? Mình là technician computer. Ok. Rồi, mình chỉ mình nghĩ anh này trả lời đúng. Vậy đây là anh lập trình viên. Đúng. Anh có biết AI không? PBS không? Biết. Anh biết. Là chị có hỏi thêm không? Không, được rồi. Vậy thì chắc là anh này là lập trình viên. Anh áo trắng này là họa sĩ. Và anh này là nghệ sĩ cải lương, mình đoán. Dạ, có đúng không ạ? Dạ, sai rồi. Sai. Vậy có nghĩa như là lập trình viên là chị đã chính xác rồi nhé. Rồi còn hai nhân vật còn lại. Dạ. Hai nhân vật. Dạ, em mời hai anh ạ. Cho em hỏi anh nào là nghệ sĩ cải lương ạ? Vâng, anh có thể cho tụi em một câu nghe chơi. Mình là nghệ sĩ Lâm Phương, tác giả và là giảng viên ca cổ của Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông. Giờ mình xin trích một câu giọng cổ do mình sáng tác. Dạ anh Phương ơi, anh hát đi anh, em đang nghe nè anh. Em đang chờ anh nè. Tuy con chưa được một lần gặp bác, mà sao con luôn thấy nhớ thương. Cứ đến ngày 19 tháng 5, nhìn cờ phất phới rộn ràng tim con. Bác ơi, trong một phút thiêng liêng con nhìn lên anh, bác xin cho con được chạm vào đôi má, được vuốt chòm râu bạc thương yêu. Dù biết rằng đó chỉ là ảnh giấy vô tri, nhưng tận đáy lòng con lại thấy mình ôi hạnh phúc. Hạnh phúc này chắc chắn riêng con mà của toàn Việt Nam khi có người cha như bác. Dạ, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Rồi, dạ, em chào anh ạ. À, mình tên là Thanh Tùng, mình đến từ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là họa viên kiến trúc, đang làm và học ở trung tâm đào tạo kiến trúc sư Doric. Vâng, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Tùng rất nhiều ạ. Đó. Chúng ta thì mỗi người á, Hà Trinh tin là có một cái khả năng khác nhau, những cái kỹ năng riêng biệt. Và chị nghĩ sao
về những cái định hướng nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay, khi còn có quá nhiều các bạn trẻ của chúng ta hoang mang về con đường phía trước, phải tìm một việc làm nhiều hơn là phải đi theo đuổi ước mơ của mình. Cái này cũng không trách các bạn được, vì thật ra là do các bạn không được hướng nghiệp ngay từ khi các bạn còn nhỏ. Mà các bạn chỉ là thấy anh chị của mình, người làm bác sĩ, người làm kỹ sư, người làm giáo viên, mình thấy mình thích và mình đăng ký làm theo thôi. Mà bản thân mình phù hợp với cái gì các bạn không được biết. Và tới khi đi vào đại học, học xong rồi mới phát hiện ra là mình thật sự không hợp với ngành này. Và khi làm á, rất cố gắng để làm, nhưng mà làm không có đam mê, vì thế không thể phát triển xa hơn được. Và hy vọng là thông qua một số những cái website á, chúng ta đã có những cái kỹ năng nhất định rồi, chúng ta có thể thử sức mình qua từng dự án, và biết đâu mình thử sức nhiều việc, mình làm nhiều project, mình sẽ thấy được mình ở đâu trong cuộc sống này và đam mê của mình là gì. Những cái việc làm nào mình nhận được nhiều cái lời khen khiến mình cảm thấy phấn chấn và muốn đi tiếp nhất. Và cảm ơn chị rất nhiều vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là thông qua chương trình thì nhiều bạn trẻ sẽ biết đến website của mình hơn, và sẽ xem đó như là một cái khu hội chợ online rất là dễ dàng, thuận tiện để chúng ta tiếp cận khách hàng của mình. Cảm ơn Trinh và Ngọc Trai cũng như là quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn chị ạ. Và các bạn khán giả thân mến, chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp được phát sóng trên kênh HTV7 khung giờ 7 giờ tới 7 giờ 30, các thứ hai từ 6 hàng tuần. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ luôn luôn đón xem chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp nha. Ngọc Trai, Hà Trinh cũng như là chị Khanh xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.